Cơ sở sản xuất chống chiêng chuồng bó Tiên Duy xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay thì cơ sở Tiên Duy năm quay nằm ngày 4 tháng 8 năm 2024. Thì hôm nay cơ sở Tiên Duy đang quay chiếc sản phẩm đó là chống trường học với kích thước đường mặt kính là mặt chống 60, chiều dài là 90. Chống này được cơ sở Tiên Duy sản xuất cho trường trung học cơ sở Phước Thiền ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nếu các quý khách hàng ở tỉnh Đồng Nai mà có nhu cầu mua chống trường học, chống đoàn đội, bục phát biểu, bục tượng Bác hoặc là mua chống đình chùa miếu, nhà thờ thì xin liên hệ bên cơ sở Tiên Duy qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng, hoặc có thể truy cập vào website daihongchung.com.vn để biết thêm chi tiết về các sản phẩm của bên cơ sở Tiên Duy. Đối với trong tỉnh Đồng Nai thì cơ sở Tiên Duy sẽ nhận sửa chữa thay mặt chống trường học, chống đoàn đội và cũng như là cung cấp bán mới, sản xuất mới và bán mới ạ. Thì cơ sở Tiên Duy là cam kết có đầy đủ các chứng từ báo giá, hợp đồng và thanh lý hợp đồng hóa đơn điện tử đầy đủ cho các nhà quý trường học, và cũng như bảo hành là 12 tháng và giao hàng tận nơi cho các quý thầy quý cô tại tỉnh Đồng Nai. Nếu có quý thầy quý cô mà trong tỉnh Đồng Nai có nhu cầu thì xin liên hệ bên cơ sở Tiên Duy qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng. Cơ sở Tiên Duy xin chân thành cảm ơn rất là nhiều được sự tin tưởng và cũng như ủng hộ các quý thầy quý cô ở tỉnh Đồng Nai. Tất cả các sản phẩm của bên cơ sở Tiên Duy ạ. Cơ sở Tiên Duy xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Video này cơ sở sẽ Tiên Duy sẽ đăng lên và quá trình bàn giao cơ sở Tiên Duy sẽ quay tại trường. Các quý thầy quý cô xin vui lòng chờ các video tiếp theo nhé. Cơ sở Tiên Duy xin thành cảm ơn rất là nhiều ạ.